Bỗng một ngày đang chu du trên biển, bỗng dưng bạn thấy một người có thể dắt cả hòn đảo lên không hay dậm chân một phát là động đất nổi dậy và phá tan mọi thứ trên nó. Và liệu có cách nào để ngăn cản họ lại không? Rất tiếc câu trả lời là không, vì họ mang trong mình những thứ sức mạnh được xem là bất khả chiến bại. Và trong One Piece không phải chỉ có một hay hai mà số sức mạnh đáng sợ đó của trái ác quỷ, thậm chí là rất nhiều người nắm giữ thứ sức mạnh đáng sợ đó. Và bọn họ là ai? Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đâu là những trái ác quỷ mạnh một cách vô lý và gần như không thể khắc chế trong One Piece nhé. Trái Gura. Thử nghĩ mà xem, nếu sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ mạnh nhất trong hệ Parabasia rồi thì bạn sẽ làm gì với nó? Lật đổ và phá hủy cả thế giới thì không phải là một ý tưởng tệ lắm đâu. Vui gần chết. Tuy nhiên, khi lật đổ và phá hủy thế giới rồi thì chỗ đâu nữa để cho bạn có thể cai trị và sống trên đó chứ? Vậy nên từ đây chúng ta có thể thấy rằng vì sao việc sở hữu một khả năng đặc biệt như thế mà Râu Trắng lại chưa làm nó một lần nào? Tuy nhiên mình nghĩ rằng nếu Râu Trắng muốn khô máu và chơi tới bến mỗi khi ông chiến đấu mà không quan tâm đến phe ta hay phe địch thì có lẽ việc giải cứu Ace chưa từng dễ dàng đến thế. Vì khi chỉ cần chôn vùi nguyên cái Barry Ford bằng một cơn đại động đất là thắng rồi. Nhưng vì nếu làm như vậy thì Ace cũng sẽ bị cuốn theo đó rồi ngoẻo luôn, nên đó cũng là một lý do mà Râu Trắng không làm như thế. Và chỉ khi Ace đã không còn và mục đích của Râu Trắng đến Marineford cũng đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, nên ông mới sử dụng sức mạnh động đất và phá hủy cả tổng bộ hải quân ngay sau đó. Nhưng thực ra là để mở đường cho tàn dư của mình rút lui thôi, chứ ông không có điên khùng như Teach mà đòi nhấn chìm cả Marineford xuống biển. Có thể thấy, ai cũng được mặt ra vì tuyên bố đáng sợ đó của hắn, chứng tỏ sức mạnh đó cực kỳ đáng sợ. Hay như trong trận chiến với băng Roger, nếu như ông nhấn chìm cả hòn đảo Roger đang ở đó xuống biển cùng với tàu Oro Jackson, thì có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Nhưng để làm vậy thì có lẽ tàu Moby Dick của ông cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn động đất mà chìm theo thôi. Nên các bạn có thể thấy, dù sở hữu một sức mạnh bá đạo như thế, nhưng không phải cứ muốn xài là xài hết công suất đâu. Nên chúng ta cần một thứ gì đó bá đạo hơn trái Gura mà không gây ảnh hưởng tới người dùng nhỉ? Trái Barry. Đồng ý là nếu đem trái Barry ra solo tay đôi với trái Gura thì kèo thắng sẽ thuộc về ai chúng ta đều có thể dễ dàng nhận thấy được. Tuy nhiên nếu chiến đấu với kẻ khác thì có thể trái Barry sẽ khó mà thua được đấy nhé. Người xưa có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh, và trong chiến đấu câu nói này cũng có thể được áp dụng bằng việc phòng vệ hơn là tiến công. Trong một trận chiến, muốn chiến thắng đối thủ thì điều cần thiết nhất chính là khả năng phòng vệ của ta mạnh như thế nào, không tính tới những trường hợp bị đối phương ao trình tới mức chỉ giải quyết bằng một đấm đâu nhé. Đối với những trường hợp như súng ống, đại bác hay dao kiếm chén dĩa thì trái Barry sẽ là một lựa chọn cực kỳ hợp lý để phòng thủ, hay thậm chí là có haki mạnh cũng chưa chắc có thể làm xước được lớp phòng vệ này. Ví dụ điển hình như Oden, đệ nhất song kiếm phái của Wano, người từng chém đùi thần núi như chặt thịt heo, hay có thể một mình giải quyết đám côn đồ ở vùng Kuri, róc thịt Kaido dễ như róc cá, sở hữu hai thanh kiếm thiên trảm địa trảm, nhưng vẫn không thể làm lay chuyển một chút nào được bức tường phòng vệ được sử dụng bởi trái Barry. Bởi một ông già cả, vậy nên với trái Barry thì không cần phải có sức mạnh gì nhiều, chỉ cần dựng tường lên, rồi cho đối thủ ra đòn đến khi nào kiệt sức, rồi hốt xác hắn mà thôi. Cái khó của trái Barry chính là khả năng dựng khiên có hạn, chứ không phải muốn dựng bao nhiêu cũng có. Cho nên để bảo vệ một đội quân hùng hậu thì đã không thực sự hiệu quả. Nhưng nếu áp dụng lên bản thân hay một nhóm nhỏ đồng minh thì kẻ địch có đánh tới sáng thì bên trong cũng chẳng hề ảnh hưởng gì cả. Bên cạnh đó, vì độ cứng không thể bàn cãi đến từ sức mạnh này, chúng ta cũng có thể thấy rằng hoàn toàn có thể sử dụng tượng của trái Barry để đè bẹp đối thủ hay đẩy chúng vào chỗ chết đấy nhỉ, đẩy xuống vực chẳng hạn. Trái Nikiu. Nếu bạn nghĩ rằng bạo chúa Kuma đáng sợ và hùng mạnh bởi lượng súng ống và đại bác được trang bị trên người của ổng thì nhầm rồi nhé. Trong thế giới hải tặc của One Piece thì súng ống đại bác chỉ là thứ được trưng bày cho vui thôi, chứ không dọa nạt được ai đâu. Chỉ là không dọa nạt được thôi, chứ bắn vẫn chết đấy nhé. Tuy nhiên, thực sự là độ đáng sợ của Kuma không phải là nằm trong bộ trang bị tận răng của ông ta, mà phải nói đến là trái ác quỷ. Với sức mạnh đẩy lùi mọi thứ, Kuma nếu như là một chiến binh thì ông ta gần như không có cách nào để đánh bại được. Ngay cái con đầu mà ông ta còn có thể tách nó ra khỏi người ảnh hưởng được, thì mình nghĩ rằng Kuma hoàn toàn có thể đẩy bất cứ thứ gì kiên cố như tượng của trái Berry đi mất tiêu nếu như chạm vào nó đấy nhé. Và trong khi đang chiến đấu mà cảm thấy bản thân không thể gượng được nổi thì hoàn toàn có thể đánh bật đối thủ ra xa và trốn khỏi trận chiến đó rồi. Đó là còn chưa kể đến siêu phẩm bom nén không khí của Kuma. Khi người khác thì phải cần tới nào là thuốc súng, rồi pháo, rồi này kia kia nọ thì mới có bom để chơi. Còn Kuma thì xung quanh là bom, bốn bể là pin. Thấy tụm năm tụm bảy bu bu lại một đám thì nén không khí rồi quăng vô là thôi tới công chuyện luôn.
Trái đồ cư được xem là nỗi ác mộng của ngục tù Impel Down, không phải là đống đá biển lởm chởm hay vì được xây lên đền trên đại dương. Độ đáng sợ của Impel Down khiến cho mọi kẻ xấu trên thế giới phải khiếp sợ. Mỗi khi nhắc đến nhà tù kiên cố này, chắc chắn là phải nói đến Magellan, chuyên đưa tiễn nhiều thằng về với trời đất bằng nụ hôn bỏng cháy từ con Hydra độc dược của ông. Trong bang bách thú thì chúng ta có Queen, đồng minh của Dofi thì có Sisa, cả hai đều chơi hệ độc dược, nhưng cũng chỉ là cái móng tay đối với Magellan mà thôi. À quên, Queen là virus mà. Nhưng virus trong Queen cũng cần vật chủ để lây lan, thì ở đây Magellan lại chính là virus. Gọi ông là kỳ nhông Hanzo vì chỉ cần thở thôi là người khác phải tắt đèn, hay chỉ cần bị ổng chạm nhẹ vào người thì vài giờ sau sẽ tự động mộ sẽ xanh cỏ. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tô. Chưa hết, chất độc của Magellan thậm chí còn có thể lây lan qua những vật vô tri, và thậm chí là nó mạnh tới mức có thể hấp thụ và hòa tan bất cứ thứ gì được quăng vào. Và chỉ có sức mạnh bóng tối của râu đen mới có thể hấp thụ được mà không bị làm sao thôi. Nói thì nói thế, nhưng chắc các bạn cũng đã thấy rằng nếu như Sirius không đến kịp lúc thì Luffy đã bớt đi được một đối thủ nặng ký cho mình rồi. Trái Hito Buddha. Chúng ta đều không biết rằng đâu mới là năng lực Zoan mạnh nhất, nhưng nếu xét về thần thoại bên ngoài và sức mạnh của các loài thì Phượng Hoàng được xem là thiên điểu, một vật tượng trưng cho sự tái sinh, con rồng là tượng trưng cho sức mạnh, và Phật Tổ được xem như biểu tượng kết hợp của hai loài đó. Vừa có thể bất tử, vừa có sức mạnh, điều này khá là rõ ràng vì đây là nhân vật duy nhất có thể khuất phục được một con khỉ ngàn tuổi sinh ra từ một tảng đá, trong khi bốn con rồng dưới nước và hàng đống con người trên trời không thể làm được gì. Và trong One Piece chúng ta có Sengoku, đô đốc hạm đội sử dụng sức mạnh của Phật Tổ, thậm chí là mạnh tới mức đến quân đồng minh cũng phải chạy ra xa mỗi khi ông biến hình, chứ chẳng có ma nào dám đứng lại xem cả. Và chắc chắn là không cần phải nói nhiều về loại sức mạnh này, vì chỉ cần nghe tới Phật Tổ thôi là các bạn thấy nó tối thượng cỡ nào rồi đấy. Ngay cả những trái Zoan huyền thoại khác, mình nghĩ là cũng không có cửa đánh với Sengoku, thậm chí là ông có thể chưởng học máu một râu đen, sở hữu trái ác quỷ mạnh nhất của hai hệ, cùng với đám tội phạm khác của hắn, một sức mạnh cực kỳ áp đảo, nằm trong tay một nhân vật cũng áp đảo cực kỳ, quả không hổ danh là đô đốc của hạm đội Sengoku. Thậm chí ngay cả khi nghỉ hưu với sức mạnh Phật Tổ thì mấy đứa lòi nhòi hải tặc 1 tỷ berry gì đó cũng đều bị ông đập cho tan bành mây khói hết. Trái Tori Phoenix. Đồng ý là chúng ta đã thống nhất rằng Phật Tổ là trái Zoan mạnh nhất, tuy nhiên vì Sengoku chưa bao giờ trổ hết tài lực của mình ra nên chúng ta không biết được rằng ông mạnh tới mức nào hết. Tuy nhiên về phần Mako thì lại khác. Với khả năng tái tạo và hồi phục lại các vết thương từ cơ thể gần như là vĩnh viễn, Mako được xem là gần như không thể bị khuất phục trong chiến đấu, vì cứ bị thương là tự động lành, đánh tới đâu lành tới đó. Tưởng tượng như đánh với Mako như là đánh với không khí vậy, không thể tác động lên được, ngoại trừ sử dụng Haki vũ trang hoặc sử dụng đá biển để vô hiệu hóa năng lực chữa trị của Mako là xong. Thế nhưng đội trưởng đội một của râu trắng đâu phải hạng xoan mà nói đánh là đánh. Mako là phượng hoàng chứ đâu phải là gà con. Haki của anh chắc chắn là không thể đả thương được Akainu, nhưng tất nhiên là nó cũng không yếu tới mức cứ dùng Haki là auto đánh được. Thậm chí là về mặt nào đó, nếu như Mako cẩn thận và chiến đấu với một tâm trí còn sống để trở về thì không có cách nào khiến cho Mako bị thương được đâu. Thậm chí là dù có bị đứt tay, đứt chân hay thậm chí là đứt cả chuối thì Mako vẫn có thể tái tạo lại và sử dụng được bình thường. Điều này đã được tác giả Oda xác nhận rồi đấy nhé. Và có thể nói là với sức mạnh này thì Mako hoàn toàn là bất tử. Mà nói Mako bất tử thì cũng phải thôi, một mình cân được cả hai thảm họa mạnh nhất của Kaido thì đâu phải là dạng vừa. Trái Magu. Có một điều mà chắc chắn không phải ai cũng biết về trái Magu, đó chính là nó được xem là dạng thượng hạng của trái Mera. Và đây được xem là trái ác quỷ có khả năng công kích mạnh nhất trong tất cả các trái ác quỷ đã được tác giả công nhận trong một cuốn thẻ Vive One Piece. Và nếu như nói rằng trái Gura có khả năng lật đổ và hủy diệt cả thế giới thì trái Magu cũng có thể làm được như vậy. Tuy nhiên, sau khi hủy diệt thế giới thì người sử dụng trái Magu vẫn còn nơi để sống, chứ không phải là hoàn toàn và bị chôn vùi bởi động đất như trái Gura. Nói cho dễ hiểu là khi thiên thạch rơi xuống đầu bọn khủng long thì chúng ta vẫn còn nguyên vẹn cả một trái đất tươi tốt và sống cho đến tận bây giờ đấy. Và bên cạnh đó, các bạn cũng đã chứng kiến sức mạnh đáng sợ mà trái Gura mang lại cho Sakazuki là gì, khi có thể đấm lũng bụng của Ace và truy cùng diệt tận với những kẻ mà ông ta nghĩ rằng họ phải chết. Trái Zushi. Nếu nói về độ tàn phá thế giới thì chắc không chỉ có mỗi mình trái Gura là có thể làm được. Trong phim chắc chắn là ai cũng đã từng thấy đô đốc mới nổi Fujitora lôi nguyên một cục thiên thạch bự tổ bố ngoài không gian vào trái đất chỉ để dạy dỗ một thằng nhóc rồi còn gì. Thú vị ở chỗ là một quả thiên thạch to đùng như thế rơi xuống mà ba ông vẫn có thể đứng lườm nhau ngay sau đó được. Hay là vì nó chưa đủ lớn nên chưa đủ khiếp sợ.
không giống với trái Gura của râu trắng khi có thể dẫn chìm mọi thứ xuống đáy đại dương hay tạo ra động đất để chôn kẻ địch xuống đó. Còn với Fujitora, với sức mạnh trọng lực của mình, đem thế giới trở lại với thời kỳ khủng long đối với ông chỉ là muốn hay không mà thôi. Và với một người tiêu cực tới mức có thể tự tay phế đi đôi mắt của mình chỉ vì thế giới không được màu hồng giống như ý ông, thì việc thay trời hành đạo, thanh trừng thế giới đối với Fujitora chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với động đất của râu trắng thì nếu biết bay vẫn có thể bay lên và né được. Chứ còn với trọng lực của Fujitora thì khi ổng lùi thiên thạch từ ngoài không gian xuống thì chỉ có đầu thai mới thoát nổi thôi. Trái Goro. Đúng thật là trái Goro đang giữ danh hiệu bất khả chiến bại vì tác giả chưa gán danh hiệu này cho một trái ác quỷ nào khác. Tuy nhiên, lời đồn quả là không qua khi sở hữu sức tấn công mạnh tới mức có thể nói là sự trừng trị của thần thánh. Là trái Logia thứ 3 xuất hiện trong phim, nhưng Ino hoàn toàn đã được chứng minh là hàng của anh là hàng xịn sò, có nhãn mác đàng hoàng chứ không phải là ba cái hàng ngoài chợ như khói hay cát. Mang tiếng là Logia mà để một thằng nhóc hành cho túi bụi. Sức mạnh của Ino ngoại trừ Luffy ra thì có thể nói gần như là bất bại. Không cần Haki vũ trang hay Haki bá vương gì cả. Chỉ cần giật điện và tự động là kẻ địch sẽ đổ như rạ. Và ngay cả Luffy, thậm chí nếu hắn đủ bình tĩnh để sử dụng tính năng của trái Logia để né đòn, thì Luffy có đánh tới time skip cũng không có cách nào chạm được vào một sợi tóc của hắn cả. Và trong thực tế thì đúng thật là cao su có thể cách điện, nhưng những dòng điện cao thế như của Ino tới mức điện áp lên tới 200 triệu vôn thì có là cao su non hay cao su hàng hiệu gì cũng sẽ quá nhiệt mà cháy rụi mà thôi. Đó là chưa kể tới việc chúng ta cũng không biết mức điện cực đại mà Ino có thể phóng ra là bao nhiêu, vì nếu hắn có thể cường hóa dòng điện lên tới mấy trăm hay thậm chí là cả tỷ vôn đi nữa thì dù có Haki hay cái gì đó cũng không thể cản được dòng điện đi xuyên qua cơ thể đâu nhỉ. Trái Yami. Và cuối cùng chính là trái ác quỷ được xem là bá chủ của trái ác quỷ. Stitch đã khẳng định rằng nó là một trái ác quỷ độc nhất vô nhị, ngay cả đối với hệ Logia cũng chẳng là gì so với thứ trái cây đặc biệt này. Và hắn mạnh dạn tuyên bố rằng đây mới thực sự là sức mạnh của trái ác quỷ và là trái ác quỷ của mọi trái ác quỷ. Nói cho dễ hiểu thì trái Yami có thể nuốt chửng mọi thứ, bao gồm cả sức mạnh của trái ác quỷ khác. Vậy nên hắn mới trở thành một người sử dụng hai trái ác quỷ cùng một lúc duy nhất trong bộ truyện. Và trong một thế giới mà ai cũng sử dụng trái ác quỷ như thế này thì với việc nuốt chửng sức mạnh của trái ác quỷ khác chẳng phải là tuyệt vời lắm sao? Mà không chỉ nuốt chửng sức mạnh của kẻ khác mà hắn còn có thể tạo ra một hố đen rồi nuốt chửng những thứ gì trên đó nữa đấy. Và nếu các bạn vẫn chưa hiểu ý mình thì với sức mạnh này mà râu đen thực sự đã làm chủ được nó thì việc tạo ra một cái hố đen khổng lồ và nuốt chửng cả hành tinh đối với hắn không có gì là quá khó khăn cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.